Thực ra cái việc thay đổi giờ giấc học tập thì em không biết là nó có tác động gì đến vấn đề giao thông của nước mình không, nhưng mà em thấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của gia đình em nói riêng và gia đình mọi người. Em là học sinh lớp 10 trường phổ thông Thăng Long. Bây giờ nhà nước đã thay đổi giờ học thì trường em sẽ học từ 3 giờ 15 đến 7 giờ tối. Thì việc đó sẽ làm cho em bình thường là em sẽ học vào lúc 6 giờ tối để đi học thêm. Nhưng mà bây giờ học 7 giờ thì em sẽ bị mất đi một ca học thêm và sẽ ít nhất là sẽ phải học đến 9 giờ mới được về, thì sẽ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt và gia đình em sẽ phải đón muộn đi. Tuy nhà em gần trường nhưng mà với một số bạn khác thì nhà rất xa, và nếu mà về muộn như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Tức là từ lúc 5 giờ cho đến bây giờ là cứ phải đứng đây đợi á? Không, phải em đứng đây kia ăn. À đấy ạ. À? Lát nữa có phải học thêm không? Không. Có ạ. Mấy giờ? 7 giờ học thì học đến mấy giờ mới về? 9 giờ ạ. 9 giờ về. Nhưng mà mai sẽ từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi ạ. Tại sao? Vì tan muộn. À, tan muộn thì bọn em phải đầy giờ xuống đến tận 10 rưỡi đúng không? Vâng ạ. Nó đầy giờ 8 giờ chứ không phải là 10 rưỡi. Tức là 8 giờ học 8 đến mấy giờ? 10 giờ. Học đến 10 rưỡi. Vâng ạ. Học đến 10 rưỡi. Tức là còn phải học bài đến 10 giờ chứ. Mà nếu mà việc thay đổi như thế thì gia đình thì có phải thay đổi theo bọn em không? Tất nhiên là có. Có chứ ạ. Thế nếu mà đi học muộn như thế thì bố mẹ phải đón về muộn đúng không? Vâng. Còn có bố mẹ về nhà xong lại mất công đi đón tiếp, xong lại đi về. Còn tự về. Đúng rồi ạ. Nếu mà tự về thì làm nào? Về thì đi bộ chân thôi ạ. Nhưng mà em nghe nói là giờ này nhiều bọn yêu dâu xanh anh ạ. Có thể là bọn nó có thể nấp trong ô tô hoặc là trong gốc cây. Bao giờ thì bọn em được chuyển lại giờ học? Những cái khó khăn mà khi mà bọn em phải đổi sang cái giờ học mới thì em có thể kể được những cái khó khăn thì phải chuyển thì hết tất cả cái gì cũng khó đấy anh ạ. Ví dụ kể cả ví dụ bây giờ đi ăn sáng hả? Không, vấn đề là nhiều nhà người ta ăn sáng vào lúc 6 giờ tối hoặc 6 giờ tối hoặc là 7 giờ là 7 giờ bọn em mới tan thì bố mẹ bọn em sẽ phải ngồi đợi bọn em, hoặc là bọn em phải ăn cơm riêng. Mà trong sự hiu quạnh như thế thì ăn một đứa con được. Và thứ hai là giờ học thì như thế này thì sớm muộn gì bọn em cũng sẽ bị hoặc là thâm quầng mắt, vì sau khi học thêm rồi bọn em lại phải ngồi nhà học bài tiếp. Thế khi mà bọn em học như này thì trong cái giờ mà bình thường bọn em đã ăn tối hoặc là làm những cái việc khác để thư giãn đầu óc rồi, thì khi mà bọn em học ở trong những giờ như này thì cảm thấy tập trung nó có cao? Tất nhiên là khác. Không, đói em không tập trung được. Thì anh cứ cảm tưởng là bây giờ đang học xong tự nhiên trời tối sầm lại mình vẫn phải học. Khác thì ở kịp ăn sáng không? Nếu mà buổi sáng anh học. Buổi sáng kịp rồi. Tùy ạ. Nếu là sáng thì học thêm, sáng thì học thêm. Bọn em học chiều mà thì buổi sáng. Thì buổi sáng này học xong học nhiều. Bọn em học nhật với cả học thể dục. À, thế thì vẫn phải đi học sớm. Phải học theo giờ. Mà còn thậm chí có những hôm phải ở lại trường ăn trưa xong mới học tiếp buổi chiều. Nhưng mà cái khoảng nghỉ trưa nó hơi là dài, nó hơi bị dài. Thế nên bây giờ càng khó. Thì bọn em bù đắp bằng cách nào? Bố mẹ có qua đón hay là như nào? Bố mẹ sẽ bắt đi về. Đi làm tự đi về. Có thể nhà xa thì sẽ phải ở lại trường học. Ờ. Nhưng mà ăn xong rồi thì không biết ở đâu. Chỉ cứ ngoài đường thôi. Quật thôi ạ.